Liên quan đến trận bóng tối qua giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, đội trưởng Quang Hải đã gặp phải chấn thương. Được biết là anh đang được kiểm tra tại một bệnh viện ở thủ đô Manila, Philippines. Theo thông báo của VFF, Quang Hải sẽ đi cùng bác sĩ của đội, có thể là ông Trần Anh Tuấn hoặc Cho Chu Yeon để kiểm tra kỹ hơn về chấn thương. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo hay các bác sĩ của đội vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận chính xác nào về chấn thương mới của tiền vệ 22 tuổi. Với những dấu hiệu ấy, Quang Hải được dự đoán là bị tổn thương cơ đùi sau. Tuy nhiên, anh cần được đến bệnh viện để tiến hành chụp MRI. Sau đó, các bác sĩ của đội mới đưa ra được kết luận chính xác về thời gian hồi phục chấn thương. Quang Hải rời sân bất đắc dĩ nằm ngoài chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. U22 Việt Nam sau đó cũng phải rất vất vả mới có được bàn thắng nhờ công của Hà Đức Chinh vào phút 85. Chiến thắng này đã giúp U22 Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng với 12 điểm sau 4 lượt trận. Ở trận cuối cùng gặp U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chỉ cần không thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên là sẽ có chắc tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games năm 2019. Tuy nhiên, trận đấu này nhiều khả năng sẽ không có sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải. Mong rằng Quang Hải sẽ sớm hồi phục sức khỏe để có thể đá tiếp vào trận tiếp theo giữa Việt Nam với Thái Lan. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho Quang Hải cũng như là đội tuyển Việt Nam nhé!